địa ngục có, nhưng mà ở trạng thái con người, chứ không có cảnh giới địa ngục. Không có. Có thọ của mình thôi. Con bây giờ con đau đó là địa ngục, con rên la đó là địa ngục, con giận hờn tức giận đó là địa ngục con, chứ không có cảnh giới địa ngục. Cho nên nó cũng không có cực lạc thiên đàng. Đức Phật đã nói 33 cõi trời là cõi tường, là không có cõi thật rồi. Cho nên xây dựng gì thì xây dựng như Đức Phật Thích Ca đã nói mà. Các con biết, ai cũng tha thiết mong được đem lại sự bình an cho con. Một vị tu hành chứng như Đức Phật ngày xưa, Ngài cũng mong muốn để nhân loại, để con người được hiểu biết giáo pháp của người. Nhưng khi người chết rồi, 2552 năm nay, đạo Phật gần như bị phủ trùng mất hết. Thì các con biết cái chân chánh của đạo Phật đã bị mất hết. Chỉ còn cái tà pháp thôi. Cho đến hôm nay là người đã lượm lặt lại được của Phật giáo, dựng lại lại được. Thầy cũng sợ một ngày nào đó thầy ra đi mà không có người mà thực hiện được như thầy. Và những gì mà thầy nói nó chưa đủ thì nó sẽ bị phủ trùng lên cả. Cho nên vì vậy mà thầy rất lo mấy con. Lo là tại vì sao? Đối với người tu thì không còn lo lắng gì hết. Nhưng chữ lo đây có nghĩa là thương, thương xót chúng sanh. Chánh pháp không có thì chúng sanh sẽ tự diệt mình. Và bao nhiêu cái hệ phái tôn giáo khác sẽ ra đời. Và ra đời sẽ dẫn dắt cứ từ tư tưởng này dẫn dắt đến tư tưởng khác. Và đồng thời từ đó mà tự hoại diệt mình trong tinh thần tư tưởng. Và cũng là hoại diệt cơ thể của mọi con. Cho nên những điều mà thầy làm hôm nay mấy con thấy vừa viết sách, hằng ngày, hằng đêm, từng giờ phút làm tất cả công việc dựng lại cái nền đạo đức nhân quả. Để tránh cho cái thế gian này không còn sự xung đột trong gia đình. Nghĩa là cái tập thể chung nhau, đôi ba người ở chung nhau trong một gia đình mà hoàn toàn không xung đột. Đó là cái đầu tiên. Mà gia đình không xung đột thì xã hội sẽ không xung đột. Mà xã hội không xung đột thì sẽ không chiến tranh, thế giới không chiến tranh. Chỉ có nền đạo đức của đạo Phật. Cho nên ngày đêm phải thực hiện những cái bộ sách này được phổ biến rộng ra, được các nhà giáo dục xem xét để chuyển thành sách giáo khoa đạo đức cho các lớp tiểu học, để biến con người trên hành tinh này sống đạo đức. Từ đó mới đem lại sự bình an thật sự. Đó là cái ước muốn của thầy. Nhưng việc làm thầy cũng đã thấy được cái thời gian nào mới thực hiện được điều này. Cái thời gian mà thực hiện được điều này nó cũng phải dài chứ không phải mau được. Một vài trăm năm chứ không phải trong một thời gian. Thầy biết rằng Phật tử sẽ còn những câu hỏi nhiều. Nhưng mà một lần sau mấy quý Phật tử đến gặp thầy, quý Phật tử hãy muốn gặp thầy thì mình ghi những điều gì mình cần hỏi. Bởi vì Phật giáo bây giờ nó nhiều điều chúng ta cần phải hỏi lắm. Nhiều điều cần phải hỏi. Ghi sẵn hết trong giấy thì quý Phật tử đến gặp thầy thì sẽ xin cho chúng con sẽ có những câu hỏi để chúng con hiểu biết cái đường tu tập như thế nào, đúng như thế nào. Thậm chí như các pháp tu tập mấy con cũng nên hỏi này. Cách thức tu tập không thể nói suông suông như thế này một giờ, hai giờ đồng hồ mà mấy con hiểu hết được đâu. Cái cách thức tu tập sai một chút mấy con bị ức chế. Bây giờ mấy con ngồi đây mấy con nói nhắc tâm bất động thanh tạng là vô sự, mấy con ngồi im lặng coi chừng mấy con bị ức chế. Nó đâu phải thường đâu. Cho nên vì vậy phải được sự hướng dẫn tận tình của một vị thầy có kinh nghiệm, người ta dạy mấy con không phải ức chế ý thức của mấy con. Mà mấy con làm cho ý thức mấy con không hoạt động thì tưởng thức phải hoạt động mà thôi. Không. Ý thức của mấy con rất quan trọng. Ý làm chủ, ý tạo tác, ý những đầu các pháp mà Đức Phật đã nói trong kinh Pháp Cú như vậy mà. Tại sao chúng ta lại dừng ý chúng ta? Mà không khéo mấy con nhiếp tâm và an trú là mấy con bị dừng ý đó. Thì mấy con nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở đây phải được sự hướng dẫn. Có một vị tu chứng, còn các vị chưa tu chứng là không có kinh nghiệm, mà cứ dựa trên kinh sách mà dạy thì mấy con sẽ bị lạc đường. Đó là cái buổi nói chuyện hôm nay thì kết thúc để cho mấy con biết cuộc đời mình tu hành không phải là cái công phu của mình là một cái sự thường, mà mình đem hết sức lực của mình ra tu tập. Cũng như bây giờ cái cô ngồi trước mặt thầy, cô hết sức tu tập, chứ đâu phải cô nghe pháp môn tịnh độ như vậy là cô nỗ lực, cô thật sự tu tập. Nghe kinh Pháp Hoa nó lợi ích như vậy. Dù cho tạo tội như núi cả, diệu pháp liên qua tụng mấy hàng. Nghe câu kinh quá hay mà làm sao không tụng? Tụng để đem lại sự bình an cho mình mà. Các con thấy chưa? Hồi nào tới giờ mình chưa biết thì mình tạo tội như núi.
Bây giờ mình biết rồi thì mình ráng mình tụng để cho tội mình nó tiêu tan đi. Đó là cái tâm tha thiết cầu sự giải thoát. Nghe nói niệm Phật để cầu giảng sanh thì ai lại không tin? Cho nên những cái công phu mà tập luyện tụng niệm như vậy nó quá cái sức, quá cái đem hết cái sức lực của mình lại. Cho nên ở đây thầy nói đem cái sức lực đó làm đúng á, thì nó được giải thoát, mà làm không đúng á, thì kể như đem cái của đó phí bỏ, rất uổng. Tu tập cho đến cuối cùng bây giờ tưởng có cảnh đó thật để cho mình giảng sanh, nhưng mà không thật. Bây giờ mình cũng còn tiếp tục tái sanh luân hồi mà trở thành những con người làm đồng cốt, làm thầy pháp, thầy phù, làm thầy phù thủy như vậy. Mấy con có muốn không? Mấy con có muốn cái điều này không? Nhưng mà vì mình ức chế ý thức của mình sẽ lọt vào trong tưởng thì mình phải làm thôi. Chứ mình làm sao? Chứ mấy ông thầy đó có muốn không? Mấy người đó họ có muốn họ làm đồng cốt không mấy con? Nhưng mà tại sao lên đây có bắt đầu ở ngáp ngáp nó lên vậy? Tôi làm sao bây giờ? Có phải mấy người đó họ muốn làm đồng cốt không? Đâu có muốn. Nhưng mà tại sao cái trạng thái họ kỳ cục vậy? Không, mấy con thấy cái vấn đề đó, tự mình gieo cái nhân thì cái quả mình phải gặt lấy về sau chứ sao? Đến đây thì xin chấm dứt mấy con.